Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 1. Trăng tròn khát máu, người sói nghe nhanh Đồng hoang minh mông cỏ dại úa vàng, bầu trời mờ sương nhạn lẻ trao liệu. Khương Hàm Nguyên đứng trên một sườn núi, trông ra ngôi làng ở chân núi phía bắc đằng xa. Trong làng lửa đã tắt, Xong nhà dân bị cháy chỉ còn trơ lại tường đổ vách siêu. Gió lộng từ tận cùng vùng hoang vu phương bắc xít vù vù, xuyên qua vòng không trên làng, thốc xuống sườn núi, mang theo một chàng tiếng khóc hỗn tạp lúc cao lúc thấp. Vào tảng sáng hôm nay, nơi này bị người bắc địch đánh cướp. Khuya đêm qua, một đội kỵ binh đột kích gần trăm người đã tranh né khu vực loạn lạc sát biên giới vốn được canh phòng trọng điểm, vượt qua một trạm gác thông thường cách đó mấy chục dặm, bí mật lèn vào. Viên toại trưởng sao phụ trách trạm canh gác kia kết đôi chung sống với một quả phụ trong làng này, năm nay được mụn con gái. Đêm qua đúng lúc gã tự ý rời trạm về làng, trong trạm còn lại hai người, bởi vùng đó lâu nay bình yên vô sự nên đâm ra lơ là, người ở lại canh giữ cũng thừa dịp làm biếng uống rượu, đến khi phát hiện ra thì đã muộn. Sao ngày xưa, ở biên phòng, có giặc đến thì đốt lửa trên đồi báo hiệu gọi là phong toại, toại trưởng là người quản lý một trạm đốt lửa hiệu kỵ binh người địch được bóng đêm che chở, xông thẳng vào, đến đây lúc tờ mở sáng. Đám kỵ binh bắc địch này thường chờ dịp hành động, cướp xong, mang đi không được thì đốt. Chưa đầy nửa canh giờ ngắn ngủi, nhà dân cháy hơn phân nửa, tiền của bị cướp, mười mấy người phụ nữ bị bắt đi, khoảng mười nam đinh chậm chân chạy trốn cũng bỏ mạng dưới vó ngựa. Khương Hà Nguyên đúng lúc đi ngang qua. Chuyến này cô ra ngoài, vốn định đi thành vân lạc cúng tế người thân, vì muốn đến nơi sớm nên đêm qua ngủ ngoài trời, sáng nay mới canh tư đã lên đường, lúc rạng sáng đi ngang qua nơi này, từ xa xa thấy phía đối diện khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Cột khói tuy khác với khói lửa báo động mà cô hằng quen thuộc, song theo bản năng, cô vẫn dừng ngựa, qua đó xem xét. Thấy thế, cô bèn phái người đi gọi đội của Lý Hòa đóng quân ở vùng này, lệnh cho họ cấp tốc đến tiếp viện, sau đó không dừng lại mà dẫn theo 24 kỵ binh tùy tùng lần theo dấu vết kỵ binh người địch để lại trên đường chạy về phía bắc, truy đuổi giáo giết. Đến chiều, người địch cảm thấy đã đến khu vực an toàn, nên lơi lỏng hẳn. Bao năm qua, quân biên cảnh đại ngụy gặp những vụ cướp bóc lẻ tẻ như thế này, nếu đã để người địch thuận lợi chạy thoát, thì cân nhắc các nhân tố thông thường sẽ không tốn nhiều công sức truy kích. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người địch táo tận nhiều lần thừa cơ vượt qua biên giới làm càn. Hơn nữa, dù người ngụy có thật sự truy đuổi, thì cũng không thể đuổi kịp nhanh như vậy. Sau một đêm đánh úp, bọn chúng đã đói khát mệt mỏi, bèn nhau nhau xuống ngựa cởi đao, lại tranh thủ lúc nghỉ ngơi để giờ trò cầm thú mua vui với những phụ nữ bắt được. Đang lúc càn rỡ, nhóm Khương Hàm Nguyên như thần binh từ trên trời rơi xuống, với khi thế xét đánh không kịp bưng tai, đầu tiên bắn chết tên thủ lĩnh bằng một mũi tên, tiếp đó dục ngựa bầy trận, sông sáo chém giết. Người địch không hề phòng bị, trong tích tắc người ngã ngựa đổ, hốt hoảng ứng chiến, thương vong nặng nề, lại không biết đối phương còn bao nhiêu quân chi viện, nên nhanh chóng bỏ cuộc không chống cự nữa, chảy tán loạn hồng giữ mạng. Một sĩ quan trung niên để dâu quay nón vóc dáng vạm vỡ xài bước trèo lên sườn núi, dừng lại sau lưng cô, bẩm báo. Toàn bộ tiền của mang về đã phát xong, phụ nữ cũng được các nhà đón về, Lý Hòa theo dõi việc khắc phục hậu quả. Dân làng rất cảm kích, vừa rồi muốn đến dập đầu cảm tạ tướng quân, ti trước từ chối thay tướng quân rồi người trung niên này tên Phản Kính, là một phụ tá tâm phúc dưới trướng của Khương Hàm Nguyên. Thương tích của đám thất lang sao rồi? Khương Hàm Nguyên quay lại hỏi. Ban ngày tuy truy kích giành được toàn thắng, chẳng những cứu được những phụ nữ bị cướp về mà còn khiến đội kỵ binh người địch kiêu ngạo kia tử thương quá nửa, trừ những kẻ chạy thoát, số còn lại đều bị cắt đầu, nhưng đối phương đều là phường hung hãn, lại chiếm lợi thế về quân số, nên nhóm của cô cũng bị thương bảy tám người. Không có gì đáng ngại, vừa rồi đều đã xử lý xong. Có điều. Phản kính ngập ngừng. Viên toại trưởng kia không chịu nổi, vừa tắt thở. Vợ gá đã bế con đến. Viên toại trưởng tự biết tội chết, để đền bù, đã xin cùng lên đường, bị thương nặng nhất. Còn nữa, hai tên lính đốt lửa hiệu làm hỏng việc cũng đã trói giải tới, xin tướng quân xử lý. Ngoài ra, Lý Hòa cũng cùng tà tội. Phía dưới, một người đàn bà quỳ bên di thể, ôm mặt khóc ròng. Bé gái kia chưa đầy tuổi, được đặt dưới đất, hồn nhiên chưa biết chuyện gì, lẫm chẫm bỏ qua bò lại bên cạnh, miệng kêu ê a. À. Đám tùy tùng tụ tập gần đó, một viên tướng trẻ mặt búng ra sữa vừa băng bó vết thương xong tức giận bất bình, lớn tiếng phàn nàn. Đại tướng quân quanh năm chỉ biết ra lệnh đề phòng, đề phòng, bảo cả đám chúng ta chui rúc trong ải như lũ rùa con. Quá hèn nhát, không những cả vùng đất rộng lớn ngoài ải như Sóc Châu, Hàng Châu, Yến Châu để bọn giặc phương Bắc chiếm mất, mà đáng hận nhất là chúng còn vượt qua biên giới giết dân ta, cướp đàn bà của ta. Rốt cuộc đến khi nào mới có thể xông ra đánh lớn một trận, đuổi đám người địch chạy về chỗ chúng nên ở. Ra đánh, có chết cũng đáng. Các chiến hữu vốn cũng sục sôi căm phẫn, nhưng nghe hắn nhắc đến đại tướng quân, lại không dám lên tiếng. Tướng đóng quân ở vùng này là Lý Hòa chạy đến, biết mấy cậu lính trẻ dũng mảnh cấp tiến trước mắt này đều là người của thanh mục doanh dưới trướng Khương Hàm Nguyên. Nhất là anh chàng mặt búng ra sữa này, tên Dương Hổ, tên Tử Tu Minh, tên Mụ Thất Lang, tinh thông cưỡi ngựa bắn tên, còn giỏi sử dụng kích, có sự gan dạ chém tướng nhổ cờ, từng mấy lần ra vào đột phá vòng vây trong một trận đánh giáp lá cà, chỉ một trận đã chém hơn 20 thủ cấp quân địch, toàn quân đều biết tiếng hắn dũng mãnh hiếu chiến không sợ chết, bởi vậy còn có biệt hiệu Thất Lang liều mạng. Hắn xuất thân cũng không thấp, ông nội từng đứng hàng quận công, hiện nay dù gia cảnh xa sút phải nhờ tòng quân để kiếm công danh, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Lý Hòa nghĩ mình còn mang tội liên đới do không làm tròn chức trách giám sát, đâu có phần nói chuyện ở đây, bèn lặng thinh. Im ngay, phản kính quá to. Dương Hổ quay đầu lại, thấy ông dâu rậm phản kính theo chủ tướng đi tới, mới hậm hực ngậm miệng. Lý Hòa sợ hãi quỷ đón, luôn miệng nói do mình tắc trách, xin chỉ tội người phụ nữ dập đầu với Khương Hàm Nguyên, khóc lóc thảm thiết khẩn cầu. Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan đến chàng. Chàng đã mấy tháng liền không về, là tôi nhờ người nhắn tin bảo chàng về một chuyến thăm con. Là tôi đã hại chàng, là tôi đã hại chàng. Người phụ nữ đau thương không thiết sống nữa, nằm dạp dưới đất gục đầu, tiếng khóc đầy tuyệt vọng và hối hận. Vầng tà dương lay lắt lặn xuống mảnh đất hoang vu, xung quanh mờ tối dần, gió bỗng nhiên thổi mạnh, cuốn vạt áo bảo nhuộm máu đen của Khương Hàm Nguyên tung bay. Bé gái bị thu hút, tưởng là trò đùa, bèn bò về phía cô vươn tay nắm lấy vạt áo, lúc lắc cánh tay, cười khanh khách vui vẻ. Người phụ nữ giật mình nhận ra có điều khác thường, ngước mắt nhìn thì thấy khuôn mặt nữ tướng quân còn vương máu khô, cặp mắt chăm chú nhìn bé gái dưới chân, thần sắc u ám như khói mù. Người phụ nữ sực nhớ, nữ tướng quân trước mắt vốn có danh nữ la sát, Thanh hoàn thủ đao đeo bên hôm kia đã giết vô số người, còn có lời đồn rằng lúc nhỏ cô nhận sói làm mẹ, là cô gái sói. Đến nay vào đêm trăng tròn vẫn phải uống máu, nếu không sẽ hóa thành người sói nhen nhanh. Lời đồn ấy, người phụ nữ tin chắc không hề nghi ngờ. Nếu không, một cô gái sao có thể chiến đấu ác liệt trên sa trường với đàn ông, khiến vô số kẻ địch đổ máu dưới lưỡi đao? Người phụ nữ nào dám khóc nữa, cuống quýt van xin, lồng cồng bò đến định ngăn con lại thì thấy Khương Hàm Nguyên đã khom lưng xuống. Trước ánh mắt trầm trầm hoảng sợ của người phụ nữ, cô giơ một tay ra, chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chéo áo mình. Bàn tay cầm tay nhỏ non mềm của bé gái chi chít vết chai do cầm đau, ngón tay thô giáp. Có lẽ cảm thấy đau, bé gái bỗng khóc hòa lên. Người phụ nữ sợ hãi vô cùng, nhưng không dám rằng con lại, chỉ run rẩy, dập đầu lia lịa xin tha. Khương Hàm Nguyên khượng lại, buông tay, thả bé gái ra, quay người bước đi. Viên tòa trường đó tuy dốc sức chiến đấu để đền bù, song tội của gã, dù chết trận vẫn không đủ để miễn xá. Hai tên lính xử lý theo quân pháp, chém ngay, ra công văn, thông báo toàn quân, để răn đe cảnh cáo. Còn tội của Lý Hòa, ta không định đoạt được, bảo hắn tự đi gặp đại tướng quân thỉnh tội. Nói xong, cô nhận cư ngựa một thủ hạ đưa tới, nghiêng mặt nhìn phàn kính đi theo bên cạnh. Chú phàn, còn phải cảm phiền chú ở lại, giám sát việc khắc phục hậu quả, kiểm tra lại một lượt toàn bộ đường biên giới cả vùng này, phải bảo đảm không có sơ hở. Gió, tướng quân cứ yên tâm đi đi, còn nữa. Khương Hà Nguyên thoáng dừng lại, ngắm bóng lưng người phụ nữ vẫn ôm con quỳ dưới đất khóc đằng xa. Cho mẹ con cô ấy trợ cấp gấp đôi, trích từ lương bổng của ta. Cô hạ giọng bảo, phản kính hơi sừng sốt, quay đầu liếc nhìn, rồi lập tức đáp vâng người bị thương hôm nay, toàn bộ tự quay về doanh. Những người còn lại theo ta lên đường. Cuối cùng cô nói xong, tung mình lên ngựa, một tay cầm cương, quất ngựa định đi. Dương hổ cúi lên, nhảy vào tới, ngăn trước đầu ngựa cô, lắc lư cánh tay vừa băng bó kỹ. Tướng quân, tôi khỏe mà, vết thương vặt ngoài ra thôi, tôi muốn theo cô, về cho ta. Khương Hàm Nguyên khẽ quát, dục ngựa vòng qua bên cạnh hắn, phi đi mười mấy người không bị thương cười hì hì hô tay ra hiệu với Dương Hổ, rồi hét một tiếng, trong phút chốc toàn bộ lên ngựa phi nhanh theo, cuối cùng chỉ còn Dương Hổ và mấy kẻ bị thương đứng tại chỗ, lòng đầy ảo não. Dương Hổ nhìn bóng lưng nhỏ dần phía trước, càng nghĩ càng tức, không tìm được trời xa xà tên chiến hữu mới lên ngựa bỏ đi phía trước. Này khỉ trương, quân lộn kiếp kia, hôm nay nếu không nhờ ta cứu ngươi, thay ngươi chịu một nhát đau đó, thì ngươi nằm ngay đơ rồi. Thế mà ngươi ngon lắm, được theo tướng quân lên đường chứ? Ngươi cứ chờ đó cho ta, về rồi coi ta xử ngươi thế nào. Cậu chiến hữu bị gọi là Khỉ Trương kia thậm chí không ngoái đầu lại mà còn dục ngựa tăng tốc, chớp mắt đã đi mất dạng. Mấy chiến hữu cùng bị ở lại bên cạnh không khỏi hả hê trước nỗi đau của người khác, lại không dám cười, nín nhịn hết sức vất vả. Được rồi được rồi, theo lời dặn của tướng quân, đêm nay các ngươi nghỉ ngơi một chút, sáng mai quay về đối với tên nhóc gai góc mà nữ tướng quân tự tuyển chọn và hình như còn có mấy phần thiên vị này, phản kính cũng thấy hơi đau đầu. Dĩ nhiên, điều này tuyệt đối không thể để lộ ra. Ông đành khuôn mặt đầy dâu nghiêm túc xưa nay, ngăn giọng lặp lại mệnh lệnh của Khương Hàm Nguyên lần nữa. Dương Hổ đành phải thôi, chán nản liếc về phương hướng lúc tới đây, không ngờ lại thấy một thất khoái mã chờ lính truyền tin đang từ đằng xa chạy nhanh đến. Trường Ninh tướng quân có đó không? Đại tướng quân có lệnh gấp, lệnh cho trường ninh tướng quân lập tức cấp tốc về danh. Lính truyền tin từ xa trông thấy đám phản kính, bèn đón gió đập bàn đạp, đứng thẳng trên lưng ngựa, cao giọng hô. Người truyền tin mang đến tin tức của đại tướng quân Khương Tổ Vọng. Khương Hàm Nguyên đành bỏ giờ hành trình, quay về chỗ phụ thân thường trú, nằm ở đại doanh gần ải Tây Hình, Nhạn Môn. Mấy ngày sau, cô về tới vào lúc đêm khuya. Chương 2. Là cháu Hàm Nguyên. Giờ này, bốn bề đại doanh tây hình tối đen không ánh sáng, trừ gác đêm, tướng sĩ đều đi ngủ sớm vào giấc mộng. Khương Hàm Nguyên xuyên qua từng túp doanh trướng liên miên không dứt, bước đến trước đại trướng của cha. Ánh đèn lọt qua khe màn, cô không trực tiếp vào, dừng bên ngoài, gọi thủ vệ vào thông báo. Mời tướng quân vào. Thủ vệ ra đến rất nhanh, giọng cung kính. Khương Hàm Nguyên vào lều. Trong lều không còn ai khác, chỉ mỗi cha cô, một bộ thường phục trong quân, Ngồi ngay ngắn sau bàn giá đốt nến. Dù đại tướng quân Định An Hầu Khương Tổ vọng có chiến danh rất cao, lại không giống như võ tướng người ta thường nghĩ, dâu hùm hàm én hùng tráng hơn người. Nét mặt ông chính trực, mày kiếm mắt phượng, lúc còn trẻ, ắt là vị mỹ nam tử chính thống. Xong giờ đây, gió sương sâm lấn tóc mai, ngay lúc này dưới ánh đèn chẳng thể gọi là sáng tỏ, vẫn không thể che hết vẻ tiêu tụy già nua lộ ra trên khuôn mặt ông. Trước kia ông từng trúng tên bắn lén, bị thương tới phế phủ, suýt chết, sau đó dẫu bản thân tự áp chế mà qua. Nhưng mấy năm nay, theo tuổi tác lớn dần, cộng thêm vùng biên cương nghèo nàn, lúc vết thương cụ tai phát, cha tấn thật không nhẹ, chẳng qua thường ngày ông kiên cường, vô cùng biết nhẫn nại, nên không mấy người biết chuyện thôi. Thấy con gái bước vào, Khương Tổ Vọng lập tức từ sau bàn đứng lên, đi đến chỗ cô. Hủy hủy con đến rồi à, đi đường mệt chứ, nếu mệt nghỉ ngơi trước, mai lại nói không muộn. Ông gọi nhũ danh con, mày giãn, trên mặt cũng lộ ý cười. Đại tướng quân triệu con đến gấp, là chuyện gì? Khương Hàm Nguyên lãnh binh ở thanh mục tắc phía bắc cách đây hơn vài trăm dặm, thêm mấy mươi dặm nữa chính là vùng đất xung đột trực tiếp với bắc địch, ngày thường nếu không phải vì quân tình, chạm mặt Khương tổ vọng cũng không nhiều. Cô hành lễ hạ cấp ít kiến thượng cấp trong quân như thường lệ xong, lập tức đứng thẳng, dùng giọng điệu kính cần hỏi. Khương tổ vọng dừng bước, Đoàn, chậm rãi ngồi xuống. Trong lều chợt im ắng, gió đêm chui vào từ khe màn, ánh nến khẽ lay. Khương Tổ vọng lại mở miệng, ý cười trên mặt đã biến mất. Lý Hòa đã đến chỗ cha xưng tội, nhưng mà, con không khỏi quá mức chủ quan rồi, không đợi viện binh đến cứ thế mà đuổi theo. Con có bao nhiêu người, đối phương có bao nhiêu hả, có chậm chút, đám phụ nữ cũng chẳng thể mất mạng. Dầu con có mấy phần kinh nghiệm nhưng lấy một trọi bốn cha còn cho rằng con không phải đứa lỗ mãng thế nói xong câu cuối giọng ông đã đầy nghiêm khắc vâng ạ à, có lẽ các cô các bà sẽ không chết nhưng đợi bọn lý hòa đến mới đuổi tới e rằng họ đã sống không bằng chết khương hàm nguyên bình tĩnh nói không có giảng buộc thông thường nào dưới tay binh lính người địch hành vi xúc vật có thể đến bực nào hiển nhiên khương tổ vọng rõ ràng ông trách con gái thực ra cũng từ một chỗ tư tâm Suy nghĩ lo lắng mà ra, bị con bác về một câu, im lặng dây lát, lại mở miệng, vẻ mặt cũng dịu đi, chuyển chủ đề. Hàm Nguyên, nếu cha nhớ không lầm, con cũng hai mươi rồi. Ánh mắt ông rơi xuống bờ vai đầy bụi đất của con gái, từ từ chuyển qua khuôn mặt giống mẹ của cô, hỏi. Đại tướng quân có chuyện gì ạ? À? Khương Hàm Nguyên không trả lời, chỉ lặp lại câu hỏi. Khương Tổ vọng dừng lại. Triều đình điều động tôn sứ đi phương Bắc là tông chính khanh hiền vương thúc uẩn gặp khương tổ vọng sau một đỗi hàn huyên câu đầu tiên mở lời chính là hỏi thăm con ông trường ninh tướng quân khương hàm nguyên bảy năm trước đường kim nhiếp chính vương điện hạ còn là an nhạc vương từng thay võ đế đến đây khao quân lúc ấy con cũng ở đây hẳn con còn chút ấn tượng chứ lồng mi khương hàm nguyên hơi động dùng ánh mắt hơi để phòng chăm chú nhìn cha không nói chuyến này là hiền vương thúc quần tự mình đến con biết mục đích chuyến đi này của ông ta chứ? Con gái vẫn không đáp. Ông nghiến răng. Ông ta nhận nhờ và của nhiếp chính vương, đến vi phụ cầu hôn, muốn lập con làm phi. Không khí thảm như đột nhiên ngưng đọc. Khương tổ vọng nhìn con, cười khổ. Cha biết, tin này thực quá đột ngột, có lẽ con không hề chuẩn bị. Chớ nói con, chính cha cũng thế. Xong. Lời ông chợt truyền, lại từ sau bàn đứng lên, mặt mỉm cười đi đến chỗ con gái vẻ mặt đã trở nên hơi cứng xong nhiếp chính vương chính là long phượng giữa người tài cắn đương thời không kẻ thứ hai luận về tư mạo phong độ càng là ngàn dặm mới tìm được một trước kia hẳn con cũng nhìn tận mắt huống chi dù sao con không phải thân nam nhi cũng không sao giờ không còn nhỏ không nên cứ thế ở trong quân doanh phí tuổi xuân cũng nên tìm một tấm chồng cha khương hà nguyên bỗng mở miệng ngài thật cho rằng thuốc thần huy là tấm chồng tốt của con chăng? Ngài thật cho rằng, như con thế này, thích hợp lập gia đình. Cô hỏi hai câu. Khương Tổ vọng dừng lại, nhìn vào đôi mắt giống mẹ của con gái trong chốc lát, trong lòng bỗng tuôn ra một cảm giác đầy xấu hổ thậm chí là chật vật. Ông thậm chí không dám nhìn con, tránh cái nhìn thẳng mình của cô. Trong đại trướng trở nên yên lặng. Một lát sau, vẫn là cô mở miệng, phá vỡ yên lặng, giọng đã trở nên bình thản. Thôi, con biết ngài cũng không dễ dàng, ngài cứ thuận theo là được. Cô nói xong, cũng không hề dừng lại, xoay người ra khỏi chướng. Cô bước nhanh trong đại doanh đêm tối, thẳng ra ngoài, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, cuối cùng trực tiếp thẳng ra cổng rào, dừng lại tháo dây buộc ngựa khỏi cọc, xoay người phóng lên. Tướng quân, đại tướng quân nói gì thế? Ấy, cô định đi đâu? Chờ tôi chút. Dương hổ mới nãy chưa chịu đi nghỉ ngơi, ôm cánh tay bị thương, quả thật định chờ ở đây, thấy thế, lập tức thúc ngựa đuổi theo. Ngựa của cô là thất ngựa lớn đỏ thấm, có tên Thiên Long, là thần Tuấn Đại Uyển lúc trước ông ngoại tặng cô, nếu mặc sức lao vụt, ngựa bình thường căn bản không thể nào đuổi kịp. Dương Hổ mới đuổi theo không bao xa, đã thấy đằng trước một người một ngựa, hoàn toàn mất hút trong bóng đêm. Khương Hàm Nguyên phóng ngựa phi nước đại, một mạch chạy vội tới trước thiết kiếm nhai hơn 10 dặm ngoài, hết đường, ngừng lại. Cô thả ngựa, leo lên núi, đứng trên đầu đỉnh núi. Vùng Tây hình nhãn môn, thể núi đa số là nham thạch đen, lúc trời trong nhìn từ xa giống dãy núi bằng sắt san sát. Sườn núi hiện giờ cô đang đặt chân, cũng thế, vì cao ngất ngưỡng, mới có tên thiết kiếm nhai. Đêm nay, mây đen dày đặc, đỉnh đầu không trăng, cũng không có ánh sao. Cô đón gió thu đêm lạnh lẽo vùng biên cương, một mình đứng hồi lâu, bỗng đạp sơi dày, ôm theo thế đá, thả người búng lên, nhảy xuống dưới vách núi. Đây là nơi lúc bé cô thường lui tới, cô từng vô số lần nhảy từ trên đây xuống, phía dưới là miệng đầm con suối, ngay lúc này, mặt nước tối như mực, như cái miệng gã khổng lồ há to ra từ mặt đất. Người cô cũng như viên đá, chìm vào nước, như chìm thẳng đến đáy đầm trong lòng đất. Trong tích tắc thế giới như hoàn toàn im ắng, tim như hoàn toàn ngừng đập. Cô nhắm cặp mắt, cuộn chặt thành một cuộn tròn dưới đáy nước, như thai nhi nấp sâu trong từ cung mẹ, lẳng lặng bất động. Hồi lâu, Khương Hàm Nguyên chợt mở to mắt, buông lỏng tay chân, mũi chân trần điểm trên cạnh nham, người như chiếc đuôi linh xà, vọt lên thật nhanh từ đáy nước. Rào. Cô đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Cô tùy ý lau nước trên mặt, mang giày, huyết sáo, gọi thiên long, lại phóng ngựa, vội vã đi. Hừng đông, Dương Hồ dẫn người tìm đến nơi, trên mặt đất chỗ mép nước, thấy mấy chữ vạch lưu lại bằng mũi đao. Chớ tìm hiền vương thúc uẩn còn đây, Khương Tổ vọng triệu riêng phản kính đến bàn bạc. Phản kính vốn là người bên nhà ngoại Khương Hàm Nguyên, đến từ mười mấy năm trước, xem Khương Hàm Nguyên là tiểu chủ quân, trung thành với cô e là còn muốn hơn với Khương Tổ vọng, đương nhiên chuyện này không cần giấu ông. Phản kính thế mới biết mục đích chuyến bắc thượng của Thúc Hiền Vương, chấn động trong lòng, có thể tưởng tượng được. Đại tướng quân đã đồng ý. Ông vô cùng kinh ngạc, lời mới vừa thốt ra, ngay sau đó hiểu ra, mình lỡ lời. Đối phương nhiếp chính triều đình, so với quân thật không khác mấy, mấy chuyện thế này, đã mở miệng, lại thêm thúc quần tự mình đến, thân là tướng thần, sao còn có chỗ khước từ. Huống hồ nghĩ lại, dấu chuyện đột ngột, song cũng không kỳ lạ cho mấy. Cao tổ khai quốc bản triều vốn là chư hầu phương Bắc, vài thập niên trước, lấy đất tần ung là nơi ở, nương vào thế đại loạn chinh phạt lẫn nhau sáng lập nền tảng nước nhà. Sau đó, Thánh Võ Hoàng đế kế vị lại là vị hùng tài đại lược, tại vị hơn 20 năm, Nam Trinh Bắc chiến, cuối cùng mười mấy năm trước, tiêu diệt chỗ chia cắt cuối cùng, hoàn toàn kết thúc chiến loạn phân liệt cả trăm năm, thống nhất thiên hạ. Cũng trong lúc đó, nội loạn lâu dài ở Trung Nguyên, cũng là cơ hội cực tốt để người địch phương Bắc xâm lược xuống Nam. Phương Bắc bấy giờ, lấy hai nước lớn làm chủ, một Ngụy, một Tấn, lấy Trung Du Hoàng Hà làm ranh giới, Hà Tây thuộc Ngụy, Hà Đông thuộc Tấn giữa ngụy tấn vốn dĩ từng có rằng con dây dưa về sau ngụy quốc không ngừng cuột khởi tấn đế kỳ vọng có thể kết minh với bắc địch lân cận phía bắc giúp mình đối kháng đại ngụy đối mặt với bắc địch xâm thực nhiều lần nhượng bộ bỏ đất rình sói cuối cùng không những không thể bảo vệ cơ nghiệp đổi lại còn khiến đa số vùng sóc châu hằng châu yến châu các cửa ngõ vốn thuộc quyền canh giữ phía bắc nước tấn toàn bộ rơi vào tay bắc địch nội loạn bình định sau khi đại nghiệp hoàn thành võ đế dõi mắt về bắc cảnh mưu đồ đánh bắc đoạt lại các vùng sóc hàng yến những cửa ngõ quan trọng phương Bắc, không ngờ trên đường xuất binh Bắc phạt, vết thương cụ tai phát, bệnh không dậy nổi, kế hoạch bị bẻ gãy. Võ đế mấy năm sau băng hà, thái tử kế vị là Minh đế. Lúc Minh đế còn là thái tử, dĩ nhiên giữa mấy anh em biểu hiện bình thường, song từ nhỏ khoan hậu có đức, kế vị được lòng người. Mấy năm ông ngồi trên ngôi, đầu tiên là thiên tai không ngừng, sau lại xuất hiện loạn hoàng tử, Minh đế lao tâm lao lực quá độ, đất mất phương Bắc cũng không còn sức ngó ngàng. Năm ngoái, bệnh nặng mà mất, hoàng tử tiền tuổi 12, dâng tự lên ngôi, trở thành quân chủ đời thứ ba của đại ngụy. Năm thứ hai, cũng chính là năm nay, đổi niên hiệu thành thiên hòa, chính là đương kim thiếu đế. Thiếu đế lên ngôi còn chưa trưởng thành, không thể tự mình chấp chính. Năm ngoái trước khi minh đế lâm trung, đã đích thân chỉ kỳ vương tam đệ của mình làm nhiếp chính thân vương, giao thiếu đế cho hắn và một vị khác phụ chính phản kính tuy ở biên cương nhiều năm, nhưng cũng mơ hồ biết, hiện nay triều đình có phần tế nhị. Kỳ vương trước kia được phong an nhạc vương, nhà mẹ cao quý, lúc thánh võ hoàng đế còn sống, yêu quý người này, thời điểm triền miên giường bệnh còn từng phái hắn thay mặt mình đến bắc cảnh tuần tra bên cạnh việc khao quân. Ngày đó, phong thái vị thiếu niên an nhạc vương ấy đã khiến phản kính khắc sâu ấn tượng, dầu đã qua nhiều năm, tình cảnh lúc đó vẫn rành rành trước mắt. Nhưng, nói là nhiếp chính, với tư lịch và tuổi tác của ngài, e là chưa hẳn người người tâm phục. Mấy năm trước, điểm chú trọng của triều đình không ở Bắc Cảnh, Khương Tổ Vọng Thủ ở Biên Cương hơn 20 năm cũng đã bị người quên lãng, nhưng mấy năm gần đây, vấn đề Bắc Cảnh ngày càng nổi bật, dĩ nhiên ông được nhiều chú ý. Với danh vọng bây giờ của ông, thời điểm này, nhiếp chính vương chọn con gái ông làm phi, mục đích rõ ràng. Khương Tổ Vọng im lặng, phản kính bận rộn xin lỗi. Đại tướng quân chớ trách, thật sự là gạch nối dài gạch nối dài. Trong phút chốc ông cũng không biết nên nói gì cho phải. Cũng may, cũng may nhiếp chính vương, tài tuấn, cùng với tướng quân, có thể nói cũng xứng đôi. Cuối cùng, ông đành lào thảo nói, chính bản thân cũng thấy, lời thật mềm yếu vô lực. Khương tổ vọng khoát tay áo. Ông nhiều năm bên cạnh con bé, nó còn thân với ông hơn ta. Nó có thể đi đâu, phản kính lập tức biện bạch giúp Khương Hàm Nguyên. Tướng quân từ nhỏ chứng chạc già dặn, sẽ không xảy ra chuyện gì, đại tướng quân cứ yên tâm. Cũng có lẽ là trong phút chốc không nghĩ thông suốt, tự đi giải sầu thôi. Lần này cô ấy vốn định đi thành Vân Lạc, hay là lại đi chỗ nào rồi? Khương tổ vọng cao mày. Ta không nghĩ Hàm Nguyên đối với chuyện này lại phản ứng lớn thế. Trách ta sơ sót, ông lập tức dẫn mấy người đi thành Vân Lạc xem sao. Tuân lệnh. Phản kính vội rời đi. Khương Tổ Vọng ngồi một mình ngây ngẩn thật lâu, bỗng ho khan, mặt lộ vẻ đau đớn, tay vịn chặt bản án, chậm rãi ngồi xuống, thần sắc khô héo. Nửa tháng sau, hôm ấy, tháng 10 ất hợi, không khí sảng khoái cuối thu, ở hộ quốc tự hoàng ra ngoại ô phía tây kinh thành, một ngày chào đón đặc biệt. Hôm qua tướng quân cấm quân lưu hướng kiểm tra chùa xong, đuổi hết những người không có phận sự, sáng sớm hôm nay lại tự mình thống lĩnh 500 cấm vệ tới đây, bố trí trước sau và chung quanh chùa nói về nghiêm ngặt đề phòng, đến cả con ruồi, cũng đừng hồng vượt tường. Sở dĩ thận trọng như thế, là vì hôm nay chính là sinh thần của Lan Thái Hậu mẫu hậu của đương kim thiếu đế. Thái Hậu đề cao tiết kiệm tránh xa xỉ, lại hết lòng tin thần Phật, là người cung dưỡng hộ quốc tự, thế nên hộ quốc tự thay mặt bi ép làm một bộ bích hỏa, tỏ ý chúc thọ. Hôm nay, Thái Hậu đưa thiếu đế và bạn ra đến, để mở bích hỏa. Không chỉ thế, đi cùng còn có nhiếp chính vương dẫn đầu chư vương bá quan. Lúc này, mọi cấp bậc dù đã vào chùa, lưu hướng vẫn không dám lười biếng nửa phần. Các nơi trong ngoài đã sắp xếp ổn thỏa từ sớm, nhưng thừa dịp rảnh tay, lưu hướng vẫn tự mình ra mặt, tuần tra một lần trước sau, thấy đúng là không có chỗ sơ suất, mới yên tâm. Ông đứng ngoài cửa sau chùa vội vàng dặn dò thù hạ, đang định đi vào nghe chị, chợt thấy phía cuối đường núi đối diện một người đi tới, người kia áo xanh dài đen, đầu đội nón rộng vành, vì đè thấp nón, cộng thêm còn chưa đến gần, nhất thời không rõ mặt, nhưng từ thân hình mà đoán, tuổi hẳn không lớn. Lưu hướng lập tức ra hiệu thủ hạ đến đuổi đi, người kia liền dừng ở bên đường, nói với cấm quân một câu. Lưu hướng thấy thủ hạ quay lại mà người tới vẫn chưa đi, không khỏi tức giận, tự xài bước tới, nghiêm nghị la dày. Tướng quân, người kia bảo là người quen của ngài, xin ngài qua bên ấy, có lời muốn nói. Lưu hướng khẽ giật mình, đánh giá đối phương lần nữa. Người vừa tới vẫn đứng bên đường, bóng dáng trầm tĩnh. Ông thật không nghĩ ra là ai, nhíu mày, đến gần. Rốt cuộc ngươi là ai? Không biết hôm nay cấm đường sao? Đi mau. Người đối diện giơ cánh tay, khẽ nhấp nón vành, lộ dưới vành một khuôn mặt, trẻ tuổi mà sạch sẽ, đôi mắt trong veo. Chú Lưu, là cháu, Hàm Nguyên. Người tới mỉm cười với ông, nói. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 3. Dáng vẻ nhiếp chính vương, không cần nhìn gần. Lưu Hướng khẽ giật mình, tường tận nhìn đối phương một lát, đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Tiểu nữ quân, sao lại là cô? Lưu Hướng trước kia từng là bộ hạ của Khương Tổ Vọng, chú quân một quận phía Bắc Nhạn Môn, đồng bào đồng trạch, mãi đến mười mấy năm trước, hai người mới chia đường. Khương Tổ Vọng tiếp tục làm đô hộ An Bắc, giữ vùng biên giới bình định. Lưu Hướng vì vết thương cũ cởi giáp, sau này về kinh thành làm tướng quân cấm quân, phụ trách đóng quân cửa cung, cấm vệ trong ngoài. Ngày đó võ đế nhất thống chiến sự cửu châu, thôi thúc sản sinh ra vô số quân nhân công thần, những năm ông đi theo Khương Tổ Vọng phục vụ ở Bắc Cảnh cũng chưa từng lập đại công gì, có thể thoát ly nhận được một cơ hội như thế, không thể thiếu tiến cử của Khương Tổ Vọng. Mấy năm qua, trong ngoài chờ ngại cấm kỵ không qua lại, dầu không có cơ hội gặp lại, nhưng đối với cấp trên cũ của mình, Lưu Hướng vẫn luôn mang lòng biết ơn kính trọng. Về phần Khương Hàm Nguyên, càng không cần phải nói, xem cô từ nhỏ lớn lên trong quân doanh. Nhận ra người, vẻ mặt ông lập tức trở nên vô cùng thân mật. Sao tiểu nữ quân đột ngột vào kinh thế này? Đại tướng quân vẫn luôn khỏe chứ? Ôi chao, nhoáng một cái nhiều năm không gặp, tiểu nữ quân đã lớn thế này. Ta dù thân ở kinh thành, mấy năm nay cũng thường nghe tin chiến thắng của tiểu nữ quân, thật sự là dòng dõi nhà tướng. Vũ Khúc Hạ Phàm, cả đám bọn ta xấu hổ muốn chết đã ăn không ngồi rồi còn tự xưng là đấng mày dâu. Ông lại bước lên, định chào Khương Hàm Nguyên, bị cô ngăn lại. Không dám nhận, chú Lưu không cần khách khí. Thật không dám giấu, hôm nay cháu tìm đến chú Lưu, là có chuyện muốn nhờ chú Lưu hỗ trợ. Cô mỉm cười nói, Lưu hướng lập tức gật đầu. Tiểu nữ quân có chuyện gì cứ nói, chỉ cần chú Lưu của cô có thể giúp được, tuyệt không chối từ. Si sì vẫn, đầu thú ở nóc mái. Khương Hàm Nguyên ngó về hướng hộ quốc tự. Cây lá mùa thu che nắng sáng, tường cao mái chùa ở chỗ sâu, thoảng nghe kinh vật theo gió bay tới, dưới ánh mặt trời, một đôi si vẫn sao kim bích lưu ly li cao cao đứng hai bên nóc đại điện hùng vĩ, lóe ánh lộng lẫy. Vậy đa tả chú Lưu, cháu muốn vào đó. Lưu hướng sừng sốt. Việc này. Ông lắp bắp, đột nhiên không nói nên lời. Khương Hàm Nguyên mỉm cười nói cháu biết chuyện cháu thỉnh cầu là vô lý, thật sự là khó xử ngài. Nhưng ngài hãy yên tâm, cháu sẽ không gây phiền toái cho ngài. Nếu đổi lại bất kỳ một ai khác, kể cả thân thiết nhất, đưa ra yêu cầu này, lưu hướng cũng sẽ cự tuyệt không chút do dự. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt là con gái của chủ cũ. Xin hỏi tiểu nữ quân, hôm nay vào chùa, vì chuyện gì? Cũng không phải là chú Lưu không muốn hỗ trợ, mà. Tiểu nữ quân cô cũng biết đấy, ta mang chức trách trong người, không thể có chỗ nào không tốt. Rốt cuộc, ông mở miệng, cẩn thận thăm dò, "Cháu muốn xem Nhiếp Chính Vương một chút." Giọng điệu cô rất bình thường. Lưu Hướng khẽ giật mình lần nữa, nghĩ tới một chuyện. Nhiếp Chính Vương năm nay 24, song đến nay chưa từng phinh nội sao? Vị trí Vương phi bỏ trống. Sao mượn chỉ cưới vợ, nói hôn lễ thời xưa. Mấy tháng trước, ông có nghe một lời đồn không biết thực hư nhiếp chính vương vào cung, thăm lão thái phi triều võ đế, thái phi đau lòng thấy bên cạnh ngài ấy đến giờ vẫn chưa có người tri tâm biết lạnh biết ấm, dục ngài lập phi, ngài bèn cười thưa, ngưỡng mộ con gái của Khương Tổ Vọng, nếu có thể cưới làm vợ, ắt không hối tiếc. Vợ Khương Tổ Vọng chết sớm, chỉ có một mụn con gái, chính là Khương Hàm Nguyên từ nhỏ được ông đưa theo bên cạnh. Thêm nữa, tháng trước, Tông Chính Khanh Hiền Vương Lão Thiên Tuế thúc quẩn ra kinh đi phương Bắc không ai biết mục đích chuyến này của ngài, nhưng lời đồn càng vững chãi, lão thiên tuế đi cầu thân thay nhiếp chính vương. Hôm nay Khương Hàm Nguyên có mặt chỗ này, nhìn một thân trang phục của cô, rõ ràng là lặng lẽ vào kinh. Xem ra tin đồn là thật, lưu hướng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, tiểu nữ quân ở xa trường dỗ không thua kém đấng mày dâu, nhưng rồi thì thế nào, cuối cùng cũng là con gái nhà người ta, muốn ngó bộ dáng lang quân tương lai tí, cũng là chuyện thường tình của con người. Sau khi kỳ vương nhiếp chính, thức khuya dậy sớm, thương lượng bàn bạc không mệt mỏi, sắp xếp chính sự thường đến đêm khuya thậm chí thâu đêm suốt sáng, để thuận tiện, thường ở trong cung, người ngoài muốn vào cung để ngó tướng mạo, e là không thể. Đúng là, hôm nay xem như là cơ hội thuận lợi cực kỳ hiếm có. Lưu hướng vừa âm thầm quan sát con gái chủ cũ, khí định thần nhàn, tư thái tự nhiên, đoán rằng cô biết nặng nhẹ. Điểm này, ông tuyệt đối tin tưởng. Lùi một bước mà nói, cho là không cân nhắc tình xưa với Khương gia, mai này nếu cô ấy thật sự là Vương Phi, át ở Kinh Thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chỉ mỗi yêu cầu thế này, mình có thể nào không đồng ý đây. Ông không do dự nữa, thấp giọng. Cũng được, hôm nay vì tiểu nữ quân ta phá lệ một lần. Vừa nãy Bích Hòa cũng dường điện đã xem xong, nhiếp chính vương với Thái Hậu và bệ hạ đã đi la hán điện, đang nghe Pháp Sư giảng kinh cô cứ giả trang thành thân binh của ta đi vào dùng ám ngữ thông hành qua lại sẽ không có trở ngại chỉ là tiểu nữ quân nhớ ký tuyệt đối đừng kinh động người bề ngoài của nhiếp chính vương không cần xem gần tiểu nữ quân chỉ cần xa xa nhìn một cái đã nắm chắc cuối cùng ông lại gần hơn dùng giọng điệu thân thiết mang theo ít chiêu trọc của trường bối danh mãnh nói đa tạ chú lưu cháu đã rõ khương hàm nguyên không chút xấu hổ chỉ hơi khom người cười cảm tạ ngoài đường giảng kinh tùng đen dập dạp, lặng tiếng chim kêu. Một lư hương ba chân cực lớn cao hơn đầu người miệng hướng lên trời ở chính giữa lối đi, khói trắng lượn lờ phun từng sợi không dứt Phía trước hướng chính bắc điện, Lan Thái Hậu ngồi trên một tấm đôn, đang tập trung lắng nghe tiếng Pháp Sư ngồi trên cao. Bà là con gái của Lan Tư Đồ, tuổi gần 30, nhìn chỉ chừng 25-26, mặt đẹp tóc mây, đoan chính trang nghiêm. Trung quanh bà khói lành thơm phức, hai danh nữ nghiêng quạt lông chỉ kim bích cho bà. Thiếu đế 13 tuổi ngồi bên cạnh bà, hôm nay cùng đi theo có rất nhiều mệnh phụ nội ngoại, trên có nam khang đại trưởng công chúa, dựa theo thứ tự chức bậc cao thấp nối đuôi ra đến đại điện phía tây. Ánh nắng từ cửa điện tàn ra mà vào, phản chiếu lên trang sức phụ kiện của Thái Hậu và các quý phụ, châm cài màu theo cùng tranh nhau phát sáng, tỏa ánh lấp lánh mỹ lệ. Cánh đông đại điện đối diện là nhóm bá quan chư vương hôm nay đồng hành chính giữa là nhiếp chính vương dẫn đầu, chỗ ngồi bố trí đặc biệt. ngoài ra bên cạnh y cũng đặt một chỗ nữa, trên ấy là một người hôm mang đai lưng khoen vàng ngọc cường tráng ngang tàng ngồi. người này chính là phụ chính đương triều đại tư mã cao vương thúc huy. cao vương thật ra tuổi đã ngoài ngũ tuần, nhưng vì xuất thân võ tướng, đến nay không ngừng cưỡi ngựa bắn cung nên thể trạng vẫn còn cường tráng. nếu khoe mắt không có mấy nếp nhăn, chỉ nhìn tướng mạo không khác trung niên địa vị ông cũng cực kỳ cao, bản thân là con của cao tổ, em trai võ đế, từng theo võ đế nhiều lần xuất chiến, là mãnh tướng đại ngụy tím tâm lừng lẫy, từng lập công lao hãn mã, uy vọng xuất sắc, tướng hai đời chiều, chẳng những đương kim thiếu đế đối với ông ta tất công tất kính, lấy theo dòng hoàng thúc tổ tôn, đến cả nhiếp chính kỳ vương đối với vị hoàng thúc này, cũng phải lễ tiết chu đáo, không dám lạnh nhạt mảy may. Pháp sư đang ngồi trên kia kể lại bức bích họa minh vương vẽ vì sinh thần thái hậu hôm nay giảng đến minh vương là bồ tát hóa thân vì giáo hóa chúng sinh tham lam ngu muội mà hiện ra vẻ phẫn nộ uy mãnh như cảnh tình chúng sinh chấp mê lại lấy ánh sáng trí tuệ loại trừ nghiệp chướng chúng sinh ngu si phiền não cố xương minh vương pháp sư lưỡi sán hoa sen song vị hoàng thúc tổ này nào có tâm tư nghe phật pháp gì ngồi một lát liếc khóe mắt sang thanh niên bên cạnh cháu mình nhiếp chính kỳ vương thúc thận huy mẫu phi của kỳ vương đến từ vùng đất ngô việt ngoại tổ là ngô việt vương Từng thiết sáp mười vạn, năm xưa đại tranh loạn thế, nhưng trước sau không xương đế, chỉ lấy vương hào giữ nước. Đợi đến trừng võ đế càn quét phương Nam, dẫn dân đầu ngụy. Khi đó nguyên hậu đã qua đời, vương nữ mới lên làm phi, sùng quan hậu cung, rồi sinh ra an nhạc vương, võ đế liền muốn lập bà làm hậu, lại bị bà từ chối. Sau đó võ đế không lập ai khác nữa, để bà thực lĩnh coi ngó lục cung. Sau khi võ đế băng hà, bà tiện lấy lý do dốc lòng tu Phật về trốn cũ ẩn cư nhiều năm, không còn ra ngoài. Thời vương nữ còn trẻ, có dáng vẻ tây tử, kỳ vương cũng thừa hướng nét mẹ, hôm nay y mặc công phục màu đen, mũ cao đai rộng, ngọc châm đỏ thắm, tư thái buông lỏng, lưng hơi dựa vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đặt trên người pháp sư trong điện, vẻ chuyên chú như đang thẩm thấu Phật Pháp, không hề cảm giác ánh giò xét từ bên cạnh. Cao vương không dám nhìn lâu, sợ bị phát giác, thu ánh mắt, khóe mặt lại vô tình dừng lại đai lưng bên hông y theo chế độ quan phục bản triều, đế mang đai chín khoen vàng ngọc, thân vương tám khoen, còn lại dựa theo phẩm cấp giảm đi, đẳng cấp rõ ràng, không cho phép quá giới hạn. Với địa vị hôm nay của cao vương, cũng chỉ có thể mang đai vàng ngọc tám khoen. Thế nhưng đứa cháu hậu bối bên cạnh tuổi chưa qua hai mươi mấy, lại ngồi ngôi nhiếp chính, đến minh đế trước khi lâm trung thân cũng cởi y đai, ban thưởng y quan ngang ông ta. Chẳng qua bản thân kỳ vương chưa từng thêm thân, ngày thường vẫn vận y quan thân vương như trước nhưng càng bởi vì thế, đai lưng ngọc nạm vàng bên hông y phía kia lại ngang hàng với mình, lọt vào mắt cao vương trái lại càng thấy chói mắt. cao vương lên cơn nóng này, tim đập thình thịch, nhưng dầu gì ông cũng là người trải qua trăm trận, sóng gió có lớn cũng là bình thường, nhanh chóng khắc chế nỗi lòng, yên ổn tinh thần, vô thức liếc ra bóng nắng ngoài điện. bỗng lúc này, ông thấy một tiểu hầu bên cạnh đứa cháu hình như tên là trương bảo đang xuất hiện ở cửa đại điện, khum thấp người, dọc theo vách điện nhẹ chân nhẹ tay đi cực nhanh đến cạnh y, khom người đến lỗ tai y, thấp giọng nói một câu. Nhiếp chính vương nghe xong, vẻ mặt như thường, nhưng đừng phát dậy, lặng lẽ ra ngoài, mất bóng ngoài cửa đại điện. Thính lực năm xưa của cao vương không giảm, ngoài mặt không đổi, thực ra đang tập trung hết sức nghe ngóng, song giọng trương bảo cực nhỏ, ông ta chả nghe được gì, thấy người ra ngoài, bá quan chung quanh cũng lưu ý đến, xôn xao đưa mắt về hướng nhiếp chính vương vừa mới đi ra. Cao Vương hơi mất tập trung, chờ một lát, Kỳ Vương vẫn chưa về, thiệt không tìm nổi, bảo muốn thay y phục cũng đứng dậy đi ra. Ông bước ra thêm điện, mang theo hai hầu cận đang đợi mình bên ngoài, xuôi theo hướng hành lang đứa cháu vừa đi thẳng rẽ phải, chậm rãi thăm dò, cuối cùng cũng đi đến điểm đích. Điểm đến là gian điện phủ, cửa nửa đóng, trong điện tia sáng lờ mờ, tượng Phật bằng vàng ẩn hiện, hương khói chậm rãi tỏa khắp, bốn bề trống trải, không thấy nửa bóng người bóng mặt trời chiếu xéo, một nhánh cây tùng cổ thụ từ bên cạnh tường đầu hồi men theo đầu tường thăm dò vào, nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Lá tùng rơi xuống, ngay cả tiếng gì rào kia như cũng có thể nghe rõ ràng. Cao vương dừng bước, ngò bốn phía, mù mịt ngắn ngủi qua đi, đột nhiên, một cảm giác chẳng lành mãnh liệt lướt qua trong lòng. Nó bảo ông ta, ắt có tai họa trước mắt, đấy là môn pháp đã đưa nửa đời người của ông mấy lần có thể trở về từ cõi chết, trực giác của ông, giảo hoạt quyện cùng đấu trí đấu dũng giữa cảm bẫy mọi nơi đã tu luyện được tới bí quyết thông với cửa sinh. Ông dùng mình cả người, nhanh chóng ra quyết định, lập tức quay về, ra chỉ lệnh hủy bỏ hành động. Xong đã quá muộn, hai người ăn mặc như thân vệ như không chút động tĩnh mọc ra từ lòng đất, như âm hồn xuất hiện ở phía sau ông. Ánh đào trắng như tơ lướt qua, hai hầu cận của ông ngã xuống. Yết hầu cả hai bị cắt một lỗ thật sâu, máu phun ra, miệng uổng công mở, nhưng miệng cá rời khỏi nước không ngừng mấp máy, lại không phát ra được bất kỳ âm gì, chỉ có bọt máu càng nhiều, càng không ngừng tuôn ra từ trong miệng chúng. Cao vương kinh hãi, song ông phản ứng cũng cực kỳ nhanh, vô thức đưa tay sờ ra sau lưng, định rút đao, tay trống rỗng. Ông tỉnh ngộ, hôm nay theo Thái Hậu và Thiếu Đế Lễ Phật, để thể hiện thành kính, dựa theo lễ cũ, ngoại trừ cấm quân và thân vệ, trừ vương bá quan, đều bỏ binh khí. Ông vốn cho rằng đây là cơ hội trời cao cho mình nhưng không ngờ, thì ra đây là cảm bẫy trời cao muốn tuyệt đường mình. Dương mắt, hai người kia được thế đã nhanh như chiếc bóng, nhào tới trước mặt ông, bao vây vào giữa. Cao vương cảm thấy lạnh cuống họng. Ngay một khắc này, viên hoàng thúc tổ đại tư mã, người được rõ ràng mùi kinh khủng của cái chết, xưa nay chưa từng có. Ông ta cứng đờ, chậm rãi ngước mắt. Một bóng người màu đen từ góc khuất của đại điện tĩnh mịch từ từ bước ra, đứng dưới bóng cây tùng cổ thụ trước thềm điện. chương 4 Ta không phải là lương quân. Người chồng, người vợ tốt, người quân tử. Nắng tháng 10 tươi sáng, chiếu lên người cao vương, xong ông lại thấy sau người phát lạnh, chán toát mồ hôi lạnh, khí lạnh toát từ tận chân răng. Ngay tích tắc nhìn thấy bóng người này, mọi thứ đều rõ ràng. Ông nhìn chằm chằm đứa cháu đứng trước thềm điện, chỉ vào y, nhín chặt chân răng, ha ha cười lạnh. Chim bay tận, cùng tốt cất tam lang tiểu nhi nhớ giờ này năm đó lão phu còn từng cầm tay dạy ngươi bắn chim bây giờ miệng còn hôi sữa lại mưu tính thế này lên chú ruột ngươi ta có ngày hôm nay há chẳng phải là bị ngươi ép sao bóng cây loang lổ đổ xuống gương mặt thanh niên đối diện tranh sáng tranh tối y cũng không tiếp lời chỉ bình tĩnh nói hoàng thúc nếu ta đoán không sai lính gác cổng trong thành vũ hầu phủ là tay trong của ngài giờ đây đã đền tội Chết nhi kính trọng ngôi vị của ngài, năm xưa cũng từng công cao lao khổ, nếu ngài tự sát, sẽ khỏi nhục nhã. Còn phần sau này, chỉ cần con cháu mang huyết mạch ngài an phận thủ thường, ta sẽ bảo đảm vinh hoa của họ, không giảm mảy may. Một thị vệ tiến lên, quỳ gối trước mặt cao vương, hai tay nâng lên chui trùy thủ còn dính máu mới rồi kề họng ông ta, cung kính nói. Cao vương, mời. Mặt cao vương xám như cho. Ta chính là con trai của cao tổ, là hoàng thuốc ruột thịt của ngươi, nắm giữ thiết khoán, có thể miễn 10 lần chết. Vẻ mặt thanh niên vẫn lạnh nhạt, như không nghe thấy. Cơ mặt cao vương càng không ngừng co rút, thủ ánh mắt dán lên mặt đứa cháu ruột lại, chăm chăm nhìn lưỡi đao dơ trước mặt mình, rốt cuộc, tay run run, khó khăn, từng chút từng chút đưa tới, cầm chủy thủ, dơ lên, từ từ ngang đến trước ngực, nhắm mắt, lúc ra vẻ tuyệt vọng muốn đâm, chợt trợn mắt, đột nhiên xoay cổ tay, phóng chủy thủ bay về phía người đứng trước thềm. Với thân thủ ông ta, một chiêu phóng ra này, e là nhiếp chính vương lập tức đổ máu tại chỗ. Ngay chấp lời ấy, thị vệ mới quỷ gối trước người phóng dậy, nhanh như vượn tinh, mạnh như hổ báo, trong nháy mắt đánh rơi trùy thủ. Ngay sau đó, một người khác rút từ tay áo ra một sợi roi thừng, nhanh nhẹn quấn quanh cổ cao vương, hai người mỗi người cầm một đầu, kéo sang trái phải, nút thòng lỏng siết chặt, trong tích tắc đã chắc chắn nhưng cao vương tầm cỡ nào chứ, phản ứng cực nhanh, nào bó tay chịu chói, ông đưa hai tay thọc vào thòng lọng, ra sức kéo ra. Hiển nhiên ông Dũng mãnh khó lường, song thân thù hai thị vệ không phải ai cũng sánh được, dù bản lãnh cả người tỏa sáng nhưng cổ đã bị thắt, cũng không có chỗ triển. Thòng lọng trên cổ ông càng thua càng chặt, đôi tay ông cũng bị thắt sâu vào cổ họng mình, cặp mắt lồi ra, mặt đỏ lên, phát ra một tràng ư ư như mãnh thú dãy ruộng. Trời cho không lấy ngược lại là tội lỗi. Trách lòng ta không đủ ác độc, ngày đó hoàng huynh phế vật của ngươi, vốn cũng không có tư cách kế vị. Hoàng thúc tổ cao vương, liều tất cả sức lực giãy dụa, hai chân đạp đất lung tung, bùn lá tung bay, thân thể khổng lồ, như con cá ngát quẫy trên thất gỗ. Tam lang tiểu nhi, ngươi bố giáp giết ta, ngươi dám nói một câu, ngươi không chút lòng riêng vượt giới hạn đi. Dây thừng càng thu càng chặt, cao vương liều chút sức lực cuối cùng, hàm hàm hồ hồ, phát ra tiếng sau cùng. Đừng tưởng rằng sau này ngươi có thể kết thúc yên lành. Hôm nay của ta, chính là ngày mai của ngươi. Giọng oán độc vô cùng, như nguyền rùa vọng từ vực sâu. Hai thị vệ cùng nhìn nhiếp chính vương. Y vẫn lặng lặng đứng thẳng, hơi cúi mắt, nhìn hoàng thúc ưng ngạnh không chịu chết, trong ánh mắt như mang theo mấy phần thương xót. Hai thị vệ phát lực lần nữa, xương cổ cao vương hoàn toàn vỡ vụn, viên mãnh tướng đại ngụy xưa kia, rốt cuộc ngừng dãy giụa, thân thể biến thành một khối thịt mềm, đầu vô lực ngoèo qua một bên. Hai thị vệ tiếp tục, một lát sau, xác định người đã chết hẳn, thu dây thừng, lùi vào góc khuất, lặng yên chờ đợi. Nhiếp chính vương tiếp tục đứng trên thềm. Gió chợt dì rào, lay động lá tùng vương trên kẽ đỉnh mái ngói, im ắng rơi xuống vai y, rồi đáp xuống chân y. Y đi đến bên cạnh người cao vương đã tắt thở, cúi nhìn khuôn mặt đã vặn vẹo, lát sau, khom người, chậm rãi đưa tay vuốt lên đôi mắt chưa chịu nhắm, đứng lên, đi qua đường bên cạnh. Y về lại điện giảng kinh, dưới vô số cặp mắt hai bên âm thầm nhìn chòng chọc, đi vào, bình tĩnh ngồi về ghế mình. Lan Thái hậu mượn quạt lông chỉ che chắn, nhìn ra bóng người không biết vừa đi đâu về ở đông điện một lát, đến chừng thu mắt, lại liếc sượt qua một bóng lưng áo đỏ ở góc tây điện, khóe môi giật nhẹ không thể thấy nổi. Ngoài điện, khi Lưu Hướng bị người dẫn tới hậu điện, nhìn thấy khuôn mặt chết chóc của phò mã đội úy Trần Luân kia, mới như tỉnh từ trong mộng, biết đã xảy ra chuyện lớn. Mấy xác chết xếp hàng nằm dưới đất này, toàn bộ đều là những gương mặt ông không thể quen thuộc hơn, một người trong đó thậm chí còn chính là đội trưởng mà ông phó tháp trách nhiệm trông coi tiểu đội, phụ trách việc bảo vệ nhiếp chính vương xuất hành hôm nay. Nằm mơ ông cũng không nghĩ tới, bản thân luôn luôn tự cho là tổ chức cấm vệ kín như thùng sắt không kẽ hở, lại thủng lỗ chỗ từ sớm. Ngay lúc ông vừa chấp trường cấm quân Cao Vương đã sắp xếp người, điểm này chưa đáng sợ, đáng sợ là có thể trốn qua thanh tẩy theo thông lệ khi ông bắt đầu nhậm chức. Mấy người kia, bao năm nay Cao Vương vẫn không dùng tới, bản thân ông chẳng hề phát hiện mảy may. Kế hoạch của Cao Vương là lợi dụng hôm nay lễ Phật kết thúc rời đi, trong giây phút các nơi cảnh giác buông lỏng, ông ta sẽ ném mũ ra hiệu, mấy tử sĩ này sẽ đồng loạt ra tay, đánh giết nhiếp chính vương đây đều là mãnh sĩ cả trăm người có một, lại ở gần nhiếp chính vương. Cùng ngửa tuy là môn bắt buộc của đám con cháu hoàng tộc, song ngài ấy lớn lên theo văn, lại không mang theo binh khí phòng thân, một khi ra tay, hẳn chết là chắc chắn. Cũng chính tích tắc này, lưu hướng hoàn toàn rõ ràng. Nhiếp chính vương đáp trả đã có kế hoạch diệt trừ cao vương trước, tạo áp lực đến ông ta, buộc ông tự loạn trận cước, lúc này mới cố ý thả ra tin tức cầu hôn con gái Khương Tổ Vọng. Lúc Thánh Võ Hoàng đế bản triều còn sống, hiển nhiên uy vang bốn biển, người người cúi đầu. Nhưng đến Minh đế, uy vọng của quân chủ giảm mạnh, đổi lại nhân vật như Khương Tổ vọng, tay nắm trọng binh thường chú biên quan, xung phong đi đầu thương lính như con, bộ hạ trung thành với ông ấy, nơi nơi còn trung thành hơn cả đối với hoàng đế trong kinh thành. Từ một điểm này mà nói, là tai họa ngầm, có lẽ Âu cũng là nguyên nhân vô số lương tướng khó có kết thúc yên lành từ xưa đến nay. Nhưng trái lại, nếu dùng thật tốt, thì lại như quốc chi trọng khí, định hải thần châm sao. Khương Tổ vọng bị nhiếp chính vương lung lạc, triệt để trung thành với y, hiển nhiên nhiếp chính vương như hổ thêm cánh. Phản ứng của Cao Vương cũng là cảm giác được uy hiếp, đồng thời cảm thấy ý vị sau thư uy hiếp này. Trước đó, có lẽ ông ta chưa thật sự có dự định khởi sự nhanh chóng. Nhưng không nghi ngờ rằng, ông ta là tay lão luyện am hiểu đấu tranh rất sâu, so với bất kỳ kẻ nào ông rõ nhất, một khi hai bên gặp nhau trong ngõ hẹp, ai có thể cười đến cuối cùng, là người có thể nhanh chóng chấp lấy cơ hội, cho đối thủ một nhát chí mạng. Cho nên ông ta mới dùng đến người đã sắp xếp dưới tay mình từ trước, mạo hiểm hôm nay đánh một nước trước. Xong ông ta không biết, mỗi một bước ông ta đi đều nằm trên con đường đối thủ đã thiết kế riêng cho ông ta, càng chạy càng xa, cuối cùng lọt lưới. Không chỉ có thế, hôm nay Cao Vương đã sụp đổ, nhiếp chính vương lại có thể dùng chuyện này chân áp đám cầm binh quyền tướng lĩnh bao gồm cả khương tổ vọng nhiếp chính vương trẻ tuổi là một tay cung mà thúc huy còn có đám người khương tổ vọng chẳng qua đều là đám chim y sách cung muốn bắn thôi cử chỉ cầu hôn chân thật là một mũi tên hai con chim lưu hướng nhìn chằm chằm từng cái xác dưới chân tận sâu trong lòng kinh hãi như sóng lớn không cách nào hình dung ông không dám tưởng tượng nếu hôm nay cao vương đạt được nếu một màn đẫm máu thật sự xuất hiện, tình thế sẽ tiến triển thế nào? chờ đợi mình là hoàn cảnh bi thảm cỡ nào? tội danh treo trên đầu mình lại tùy tiện ném ra một tay chủ mưu nào đấy, đại tư mã cao vương thì lắc mình biến hóa, thay thế kỳ vương nhận lấy ngôi nhiếp chính. xưa kia phục dịch bắc cảnh, ông đã không chỉ từng một lần kinh hãi trải qua chém giết đẫm máu, nhưng chưa bao giờ như lần này ông cảm thấy sợ hãi lạnh đến tận xương. từ từ đôi chân ông như nhũn ra cuối cùng quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bỗng, một điệu nhạc du dương bay vào tai ông. Giảng kinh ở tiền điện đã kết thúc, trong tiếng nhạc du dương và tiếng tụng kinh thâm trầm, hai đội thị nữ mặc y phục rực rỡ bưng một bồn đầy cánh hoa vẩy lên không trung. Dưới cánh hoa rộn ràng bay lả tả, nhiếp chính vương che chờ lan thái hậu và thiếu đế ra đại điện. Bầu không khí tốt lành, như chẳng ai cảm thấy, trong đội ngũ chư vương theo sau thiếu đi một người cũng có lẽ có người cảm thấy, song căn bản không nghĩ đến. ngay một chốc trước đó, trong một góc khuất ở vùng yên tĩnh này, từng phát sinh một màn kinh tâm động phách đủ ảnh hưởng đến tương lai của đế quốc này. cả đám rời sơn môn, nhiếp chính vương đưa lan thái hậu và thiếu đế lên dư giá sao, mệnh phụ nội ngoại và chư vương bá quan cũng xôn xao tự về, hoặc lên xe rồng, hoặc lên ngựa. sao kiểu khiêng, nhiếp chính vương lại chưa đồng hành y đứng bên cạnh tính cần kho người đưa tiễn dư giá. Dư giá đi rồi, y chậm rãi đứng thẳng người, đứng bên bờ cửa, vẫn dõi mắt theo lòng xe uốn lượn, mãi đến khi dần dần khuất khỏi tầm mắt. Lưu hướng sau lưng y, lúc này, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên hồi. Điền hạ, ti trước tội chết, chết muôn lần không thể tránh tội. Điền hạ. Lão tướng xưa kia từng dương ngoài nơi xa trường không ngừng dập đầu, tờ máu rất nhanh dịn trên chán. Thuốc Thần Huy quay lại, một đôi mắt lạnh hờ hứng nhìn mặt ông. Trung trực có thừa, chỉ nghĩ chưa đủ. Một lát sau, y lạnh lùng thốt. Liều hướng cúi đầu thật sâu, không dám ngóc lên nửa phần. Tì trước cực kỳ vô năng, nhiếp chính vương dáng tội. Đi quét địa bàn của ông cho sạch, từ đây ta không hy vọng lại có chuyện thế này phát sinh. Liều hướng ngây người, rất nhanh hiểu, mình đây là được miễn xã. Trong giây lát ông thật không tin nổi, cứ tưởng đang nằm mơ đợi phản ứng quay lại, cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào diễn tả được. Ngay lúc này, nếu mà vị nhiếp chính vương trẻ tuổi này có moi tim mổ gan ông, ông cũng cam tâm tình nguyện. Ông kích động run cả người, trong lòng nảy ra một suy nghĩ quyết tận chung với ngài. Mắt đỏ ao, ông lại dùng sức dập đầu, cắn chặt răng, từng chữ từng chữ nói. Xin nhiếp chính vương yên tâm, nếu lại có sơ sẩy, ti trước tự kết thúc mình trước. Không ngờ nhiếp chính vương nghe thấy, lại nở nụ cười, một khuôn mặt xương lạnh truyền thành ôn hòa, chỉ vào ông. Ông kết thúc là chuyện nhỏ, xong làm hại đến ta, tuyệt đối không thể. Nói xong cất bước bước vào sân môn, đi vào trong. Vâng, vâng, vi thần ghi nhớ. Liều hướng cảm giác được, nhiếp chính vương nói câu cuối kia với mình, hình như cũng chẳng có ý chỉ trích bao nhiêu, thậm chí, ngài còn cho mình câu bình bát tự, ở mức nào đó, đâu như cũng là một loại khẳng định. Ông chỉ thấy một bầu nhiệt huyết càng thêm sôi trào, mặt ông ửng đỏ, quỳ gối về phía bóng người kia, đưa mắt nhìn bóng lưng, một lần nữa cung cung kinh kính dập đầu chạm đất, một lát sau, hơi dương mắt, bóng lưng màu đen kia đã hoàn toàn biến mất không còn vết tích. Ông biết hẳn là Nhiếp Chính Vương đi xử lý hậu sự vừa rồi. Cao Vương đã ấn định hôm nay ở chỗ này sẽ ra tay, phía bọn gác Cổng Vũ Hầu phủ bên kia kinh thành chờ sẵn, át cũng có người hô ứng, địa vị chắc cũng tuyệt đối không thấp hơn mình. Nhưng mà, nhiếp chính vương đã nắm được cao vương, vấn đề còn lại chắc hẳn không lớn. Chỉ là, hết ngày hôm nay, trong kinh thành, đối với vài người mà nói, e là sẽ có biến không chỉ là dung chuyển nghiêng trời lệch đất. Ông chỉ nghĩ mà sợ vô cùng, lần đầu sinh ra một cảm giác ở kinh đô phú quý cầm tú chẳng nguyên lại không bằng trốn xa trường. Chỉ ít, trên chiến trường, dù có chết, cũng chết được rõ ràng, chết được oanh liệt. Một trận gió thổi tới, y phục đẫm mồ hôi lạnh rán sau lưng lạnh buốt ông lấy lại bình tĩnh đưa tay chùi mồ hôi lạnh trên trán đang định đứng lên đột nhiên khựng cả người ông nhớ tới một chuyện mới vừa rồi đã quên bẵng mất hàm nguyên cô đâu rồi vừa xảy ra chuyện lớn vậy giờ này cô ấy đang ở đâu đi rồi hay là vẫn còn nấp trong kia lưu hướng tự dưng lo lắng không thôi nhìn vào bên trong một chốc trầm ngâm thôi với khả năng của cô ấy, hẳn tự xử được. Loan giá thiếu đế ra ngoài đã một quãng, trong phút chốc ông cũng chẳng thể đoái hoài cả hai đầu, đành đứng dậy, vội vàng rời đi. chương 5, con gái Khương Gia là người hợp với vị trí nhiếp chính Vương Phi nhất. Thúc thận Huy nghe xong tin hồi báo, đưa mắt nhìn cái xác đã được phủ vải khiêng đi từ cửa sau núi, lại bước ra từ thiên điện. Nét mặt y vẫn như thường, bước đi lại nặng nề mấy phần, hai thị vệ không xa không gần lặng lẽ theo sau. Vừa đi tới trước điện giảng kinh La Hán, y thả bước chậm, cuối cùng dừng lại. Một bóng người áo đỏ đứng bên cạnh lư hương to lớn trước điện, hai cung nữ đang đợi gần đó. Nàng ngóng nhìn phía trước, như đang xuất thần, chung quanh bóng cây tùng rậm rạp, che khuất bầu trời, bóng hình lộ ra càng thêm gầy gò mỏng manh. Thúc thận huy lại cất bước, đi về phía nàng, cô gái kia cũng nhìn thấy y, váy lụa khẽ động, quay người chào đón. Loan ngương, vừa rồi sao không theo Thái Hậu cùng về? Y hỏi, ôn Loan là con gái thái phó ôn tiết đã qua đời, quen biết thúc thận huy từ nhỏ, nghe đồn tình cảm rất sâu đậm, vài năm trước, thậm chí người người còn cho rằng ôn nữ sẽ là kỳ vương vương phi. Xong về sau chẳng biết tại sao, mãi không thấy động tính, cộng thêm ôn tiết cũng đã qua đời, ôn ra chỉ còn một người anh cả, giữ một chức thượng thư tào lang không lớn không nhỏ, Lời suy đoán đó mới dần dần không ai đề cập. Ôn Loan chỉnh đốn trang phục mỉm cười nói, "Thái hậu lệnh cho ta ở lại, tìm vài quyển kinh văn mang về cung cho bà." Nàng xuất thân từ môn đình không phải nói, còn có dung mạo tuyệt sắc, tài năng càng hơn người, Lan Thái hậu rất thích nàng, thường chịu nàng làm thư đồng vào cung hầu hạ. Thúc Thận Huy khẽ gật, "Tìm đủ rồi, còn thiếu một quyển, tiểu sư phụ vô tình vừa đi tàng kinh các lấy giúp ta." còn chưa về, ta đang ở đây chờ cậu ấy. Thúc thận Huy lại gật đầu, nhướng mắt nhìn nàng. Ta nhớ là nàng mấy năm trước yếu người, thời tiết chuyển lạnh hay bị khô phổi ho khan. Mấy năm nay sao rồi? Không có gì đáng ngại. Mấy hôm trước chị dâu có mời thầy, thuận đường cũng trần trị cho ta một bận. Uống đôi cứ thuốc, đã tốt hơn nhiều. Đa tạ nhiếp chính vương quan tâm. Nàng chỉnh đốn trang phục nói lời cảm tạ. Thúc thận Huy miễn lễ cho nàng, lại nói không sao thì tốt, hẳn là Thái Y Viện vừa mới luyện xong Lê Trương Đường, khi về ta bảo Trương Bảo đưa sang cho nàng và chị dâu nàng một ít, bình thường cũng có thể dùng để nhuận phổi. Ta thay mặt chị đa tạ nhiếp chính vương. Nàng rũ mắt nói, thúc thận huy liếc cô, vẻ như hơi do dự, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Loan nương, theo ta đi kinh các. Ôn loan khẽ giật mình, lặng lẽ ngước mắt liếc y, nhẹ giọng đáp vâng. Thúc thận huy dặn hai thị vệ không cần đi theo, xoay người đi đến kinh các. Ôn loan yên lặng theo sau, hai người đến gần kinh các, tiểu sa di mới vừa rồi đi tìm sách đang ôm quyển kinh trong tay, đang đi giữa đường đến, thấy thúc thận huy, khom người lùi sang bên đường. Thúc thận huy lệnh cho cậu cầm kinh thư đưa cho cung nữ, bản thân dẫn ôn loan trực tiếp đi vào. Ngồi đi. Y khoanh chân ngồi xuống một tấm bồ đoàn, chỉ vào tấm đối diện. Ôn loan chậm rãi đi tới, đoan chính ngồi quỳ xuống. Thuốc thận huy đưa mắt, chăm chú nhìn cô. Một vạt nắng thu từ bên cửa nam cảnh cô nghiêng nghiêng chiếu vào, bóng nắng như trôi nổi, chiếu dọi ôn loan, châm hoa bên tóc nàng phát ra sắc xanh nhẹ nhẹ, càng lộ vẻ mỹ lệ của khuôn mặt. Điện Hà có gì muốn nói sao? Ôn loan đợi chốc lát, nhẹ nhàng hỏi. Loan ngương, ta không phải phu quân tốt, không cần mãi chờ đợi. Ta... Vị nhiếp chính vương trẻ tuổi chăm chú nhìn cô gái trước mặt như hoa mặt y mang theo nụ cười mỉm, nói. Ôn loan yên lặng nhìn người đàn ông đối diện, y tiếp tục nói. Trung thân của nàng, vẫn luôn là nỗi niềm khi lão sư còn sống không đặt xuống được. Nếu có người phù hợp, gả đi sớm, chẳng những lão sư được an ủi, mà chính nàng cũng có chỗ dựa cả đời. Y nói xong, ngừng lại. Lầu kinh rộng rãi mà tĩnh mịch, thời gian như ngừng trôi. Một con chim tước đầu đen bay nhầm đánh nguyệt qua cửa sổ phía nam phá vỡ im lặng. Nàng chợt tỉnh táo lại, trên mặt nhanh chóng nở một nụ cười. "Ta cũng nghe nói, Nhiếp chính vương điện hạ muốn cưới con gái Khương đại tướng quân. Hẳn là thật đúng không?" Tuy nàng cười mà nói câu này, xong, khuôn mặt hơi tái như không chút máu, vẫn lộ rõ trong tâm tư nàng cực kỳ rối loạn trong phút chốc. Ánh mắt Thúc Thần Huy có mấy phần không đành lòng và thương hại, nhưng không do dự, gật đầu. "Ừm, Hiền vương lão thiên tuế đã đi cầu thân thay ta." hơn nửa tháng trước đã đến nếu không có gì bất ngờ gì bên phía khương tổ vọng chắc không đến mức từ chối ta bờ môi ôn loan vẫn ngậm ý cười đứng dậy thần nữ chúc mừng nhiếp chính vương điện hạ danh tiếng nữ tướng quân thần nữ cũng đã có nghe cực kỳ kính nể mong điện hạ và nữ tướng quân kết mối lương duyên trăm năm hảo hợp thái hậu vẫn luôn chờ thần nữ quay về thần nữ xin được cáo lui trước nàng nói xong hơi cúi đầu cất bước ra ngoài, vội vàng. gươm đá bỗng một giọng nói phía sau truyền đến. ôn loan dừng bước trước ngạch cửa, nâng một tay vịn cửa, bóng lưng cũng dừng lại theo, song không quay đầu. con gái khương gia là người hợp với vị trí nhiếp chính vương phi nhất. sau một lát, người kia sau lưng cô tiếp lời. cuối cùng ôn loan chậm rãi quay lại, không mở miệng. y vẫn ngồi yên, ánh nhìn ngưng trên mặt nàng. loan ngương, nàng cũng nên biết sau khi phụ hoàng ra đi mấy năm hoàng huynh ngồi trên ngôi vị thiếu đi uy danh của phụ hoàng đại tư mã cậy vào ngôi vị và công lao xưa kia ngày càng kiêu căng tùy tiện ông ấy lại nắm thực quyền trong tay mấy bận hoàng huynh từng muốn thu lại binh quyền sắp mất song bị lực cản mạnh mẽ không giải quyết được gì đương kim bệ hạ kế vị đại tư mã càng không để ngài vào vào mắt trên có quan lại kinh thành dưới có yếu viên địa phương đều vô số kẻ âm thầm bám vào thế lực ông ấy chưa trừ diệt chưa nói nguyện vọng của phụ hoàng mà thái bình của triều đình e là cũng khó mà duy trì tiếp tục nguyện vọng của thánh võ hoàng đế nàng trần trừ một lúc rốt cuộc nhẹ giọng hỏi đúng vậy y gật đầu cả đời phụ hoàng có hai tâm nguyện lớn một là nhất thống thiên hạ vạn dân về một mối hai là đuổi người địch thu lại đất mất của các châu phương bắc làm chúng không dám tiếp tục dòm ngó phương nam nào ngờ thiên bất giả niên sao cuối cùng phụ hoàng vẫn chưa thể thực hiện toàn bộ tâm nguyện sao ý là mạng thọ không dài. Trong mắt ôn loan toát ra vẻ ân cần nồng đậm, xoay người, cuối cùng vẫn quay mặt ngó người đàn ông đối diện. Ta hiểu rồi, bây giờ tình cảnh điện hạ rất không dễ dàng. Đại tư má ngài ấy, đại tư má đã đền tội. Y thản nhiên nói. Điện hạ nói gì, đại tư má. Ôn loan vô cùng kinh hãi, thất thanh, rồi im bặt. Ông ấy đã đền tội, ngay một khắc trước này hôm nay. Ôn loan trợn cặp mắt, Hiển nhiên là chấn kinh vô cùng, không thốt nên lời. Y cũng trầm tư theo, như đang chìm vào hồi ức nào, lát sau lại đưa mắt nhìn nàng. "Loan Nương, năm ta 17 tuổi, từng đi tuần một vòng ở vùng gần Nhạn Môn. Nhớ hôm về, phụ hoàng không để ý bệnh thể, triệu ta trong đêm, không rõ chi tiết, muốn ta bẩm báo từng việc một, đêm đó nói chuyện cho đến bình minh. Ngài không nói rõ, nhưng ta biết, nếu lúc ấy người ngài không thật sự suy yếu, ngài sẽ tự mình đi một chuyến." sau này khi lâm chung ngài còn thở dài không thôi ngài đi khi lòng còn mang tiếc nuối điện hạ ngài muốn hoàn thành nguyện vọng rửa sạch nhục nhã cho thánh võ hoàng đế ôn loan nhẹ giọng hỏi y gật đầu lại lắc đầu không sai nguyện vọng này của phụ hoàng ác ta sẽ dốc hết toàn lực đi làm song việc này cũng không chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng phụ hoàng mà là vì thu phục môn hộ phương bắc đại ngụy ta tính kế an ninh trường tồn chân chính cho các vùng phía bắc để ngàn vạn con dân thế hệ đại ngụy ta được và con cháu đời đời bọn họ ở một phương, tương lai có thể an cư lạc nghiệp, lại không chịu đựng chiến loạn, ngày đêm lo lắng không biết cửa nát nhà tan khi nào, nằm xuống không có đất chôn. Y dừng lại, "Ta biết những năm gần đây trong quân có rất nhiều lời oán giận, do nhiều năm cố thủ không ra. Mấy năm qua, vì sao triều đình không thể đánh? Là vì nội bộ gặp nhiều ngăn cản, thời cơ chưa tới. Cho nên hôm nay cầu biến, đau đớn như nạo xương." Chỉ có như thế, loại bỏ độc thối giữa, đại ngụy chúng ta mới có thể đi con đường nhân hòa chính thống. Trước đó, chỉ có thể chữ lương, nuôi ngựa, đợi ngày sau xuất kích. Ôn Loan trợn to đôi mắt đẹp, kinh ngạc chăm chú nhìn y. Ta hiểu rồi, Điện hạ muốn tương lai trọng dụng Khương đại tướng quân. Nàng nhẹ giọng lầm bẩm. Y không đáp, lộ vẻ ngầm thừa nhận, nói tiếp. Loan ngương, hai ta quen biết từ nhỏ, người không phải cỏ cây, tâm ý của nàng đối với ta sao ta có thể vô chi vô giác, huống chi, từ nhỏ ta và Hoàng Huynh đã theo thái phó dốc lòng học tập, ơn thầy sâu nặng, nàng lại tài mạo song toàn, lan tâm huệ chất, nếu có thục nữ như nàng làm bạn, cuộc đời còn mong gì hơn. Chỉ là... Y dừng lại. Sau năm 17 tuổi đi bắc tuần đó, ta đã lập tâm trí. Non sông tươi đẹp của chúng ta, bao la hùng vĩ biết bao, há lại để cho vó ngựa giặc ngoại xâm trà đạp, càng không nói đến chấp tay nhường cho. Song cho dù một hạt cát hoang, cũng là tất vàng tất tranh. Đại ngụy đã thuận lệnh trời, đóng đô ở Cửu Châu, thì thu phục đất mất, đánh đuổi quân giặc, chính là sự nghiệp chúng ta nhất định phải hoàn thành. Loan Ngương, nếu Phụ Hoàng vẫn khỏe mạnh, hoàn thành chuyện ngài muốn làm, nếu ta vẫn chỉ là một an nhạc vương, chỉ cần thanh hưởng yên vui, chắc chắn ta sẽ lấy nàng làm vợ. Trong kinh con em thế ra ngưỡng mộ nàng vô số, giữa Tuấn Kiệt không thiếu ấy thế mà đến giờ nàng vẫn chưa lấy ai. Ta biết là ta đã lỡ làng nàng trước đây ta không chỉ một lần áy náy với nàng luôn không có cơ hội mở miệng nước mắt không kiềm được nữa lăn tròn trên má ôn loan nàng dùng sức lắc đầu không không điện hạ ngài không cần phải nói ta hiểu mà ta hoàn toàn hiểu ngài tuyệt đối đừng tự trách càng không phải ngài lỡ làng ta không liên quan gì đến ngài xưa nay điện hạ luôn dùng lễ tiếp đón là chính ta trước giờ không nên giữ ý nghĩ không nên có mái không thôi khiến Điện hạ thêm phần bối rối. Ta hiểu mà, ngôi vị nhiếp chính vương phi, đúng là chỉ có vị nữ tướng quân ấy có thể đảm đương. Nàng quay đi, chùi nước mắt trên má. Điện hạ, ta phải cảm tạ ngài, hôm nay tỏ rõ với ta. Thúc Thần Huy nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập ái náy. Loan Nương, sau này nếu nàng có chuyện không tự giải quyết được, cứ sai người đến báo. Y cực kỳ chân thành. Đa tạ Điện hạ, ta đi ôn loan lại thu lại vạt áo trước thật sâu, cuối cùng nhìn người thanh niên đối diện kia một chút, xoay người đi. nàng đi thật, thúc thần huy cũng không nói thêm nữa. y chỉ đứng lên tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng áo đỏ kia. ngoài cửa sổ phía nam, cây lá điều hưu im ắng vắng vẻ. người đẹp đã đi xa, không còn thấy bóng dáng. y vẫn bất động, tiếp tục đứng yên một mình một lát, thật lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, nghiêm nghị tập trung cũng không biết đang suy nghĩ gì, bóng người không nhúc nhích. Một con nhện trèo qua mạng nhện kết trên một chỗ tối góc lầu Tây Bắc, nhà tơ kết lưới, bận rộn, bỗng vô ý trượt chân, rơi từ mạng nhện xuống, sợi tơ nhện đong đưa đưa mấy lần trên không trung, cuối cùng kéo đứt, con nhện rớt xuống kệ kinh bên dưới. Ra! Thúc thần Huy đột nhiên dương mắt, ánh mắt chợt sắc bén, trầm thấp quát. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn